xin chào cả nhà nha, lại là Quỳnh Trang đây. Và hôm nay Trang sẽ mang đến cho các bạn cái dòng xe mà hiện tại giá cực kỳ tốt luôn. Với trong thời điểm mà dòng xe nào cũng tăng, chỉ có riêng cái dòng xe này là cực kỳ ổn định. Và bên Trang cũng đang có rất là nhiều màu, cho nên là hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Cùng theo Trang ha. Thì đây là dòng xe Sachia Việt Nam Nam và dòng Raider các bạn ha. Thì các bạn có thể phân biệt được cho Trang theo cái cách của mình nhìn á, là nó có cái đèn xi nhan ở trước nè mọi người, nó sẽ lòi ra ở trước và sau luôn ha. Thì nói chung là tem của dòng Sachia với Raider thì nó hơi giống nhau, ở đây có chữ S ở trước nè mọi người, để phân biệt nó là dòng hãng của Suzuki á. Và dòng xe này bên Trang giá đang cực kỳ tốt luôn. Đối với dòng Sachia Việt Nam thì hiện tại giá bên Trang chỉ dao động tầm khoảng là từ 52 tới 54 triệu và giá đang báo là đã bao gồm thuế VAT rồi nha. Đối với dòng Raider thì giá nó như mềm hơn nữa. Raider thì mình chỉ có giá nó dao động tầm khoảng là từ 49.500 cho tới là 51 triệu, và giá Trang báo lúc nào cũng đã bao gồm thuế VAT rồi. Dòng hai dòng xe này thì các bạn trả trước cho Trang tầm khoảng từ 5-6 triệu trở lên đối với dòng Raider, còn dòng Sachia thì các bạn có thể trả trước cao hơn xíu thì tầm 6-7 triệu là mình có thể lái được xe rồi. Hồ sơ mua chạy gót chỉ cần chứng minh bằng căn cước, có thêm hộ khẩu bằng lái hoặc là bảo hiểm y tế thì càng tốt của mọi người nhé. Đối với hai dòng xe, ba dòng xe này thì hiện tại là màu zin của bên nhà máy hết trơn luôn á mọi người, chứ không phải là màu 3D nha, từ mâm tới dàn áo luôn. Và nó thiết kế cực kỳ đặc biệt, cái tem mà bên này tem là đen mâm đỏ nè, cà vạt ma xe nó lại sẽ ra là màu đen đỏ ha. Thì cái phiên bản này á thì của 2022, tức là phiên bản mới nhất á, còn cái phiên bản kế bên nó là trắng đỏ đen, thì cái phiên bản này thì trước giờ nó cũng đã có rồi ha. Thì còn phiên bản Raider này là cái phiên bản này là màu xanh cam đen mọi người nha, xanh cam đen với đi chung với cái mâm vàng đồng cực kỳ bắt mắt và đẹp luôn. Và phiên bản này á thì nó từ 2021 là đã có rồi, nó là phiên bản đặc biệt của dòng Raider đó mọi người. Và cho nên là hai cái dòng xe này hiện tại giá cực kỳ tốt, thay vì Sachia nhập á mọi người, giá xe nó hơi cao và xinh á, trong thời điểm này thì nó hơi tăng, nhưng mà những dòng xe này thì các bạn nếu mà có nhu cầu mua các bạn cũng có thể tham khảo dòng xe này, tại vì nó cũng có cái cốp để mình đựng điện thoại nè, có thể đựng tiền ở trước này nữa ha. Thì từ dòng Sachia và dòng Raider, từ dòng xe nhập tới dòng xe Việt Nam nó đều có ha. Ngoài ra nó sẽ có cách sách hướng dẫn sử dụng cho các bạn nữa nè, kèm theo xe khi nào mà các bạn mình chưa có biết cách sử dụng mình sẽ sử dụng nó ha. Và ngoài ra khi mà trường hợp mà các bạn không thích cái đèn xi nhan nó nằm ở trước nè và ở sau, bên Trang cũng có hỗ trợ tích vào trong và giá nó chỉ vài trăm thôi. Cho nên là các bạn có nhu cầu mua xe, muốn giá xe tốt liên hệ cho Trang ngay đỡ hốt hai em này về nha. Nói chung bên Trang đang có rất là nhiều màu xe luôn, nên là các bạn cứ inbox cho Trang và nhớ cho Trang một like để Trang có động lực cho Trang làm video nhiều hơn để cho các bạn mình dễ tham khảo hơn nha.